trôi theo gió bên trời xanh nắng vàng. Kia hàng cây tay gối yên ngủ trên mái ngói, nghe nhịp tim đang thổn thức tình trong kỷ niệm, giấc mơ được yêu được trao vòng tay ấm. Ngày chúng tôi vui bước chân tan, đắng tôi sẽ cố gắng đập kiếm tiền để lo cho hai đứa. Từng đêm trời vơi giữa màn mưa đã phai bạc màu trái tim, lại đôi vai lay lắt từng cơn đánh rơi giọt buồn giữa đời. Tháng năm bình yên lặng lẽ qua thật sao, lạnh hiu mình em lắng đọng nỗi niềm khát vọng ái tình, chợt thêm tình yêu ấp u thuở nào trào dâng khát khao. Đời luôn cạn ngăn tất cả nẻo tình chúng mình ngỡ ngường, sẽ luôn vượt qua ngày tháng gian truân này, vì một nửa yêu thương này còn một nửa em vui sâu cùng cho yêu. Con mới học về. Về rồi hả con? Thưa má, con mới học về. Má, tháng này con được hạng nhất đó má. Trời ơi, giỏi quá vậy. Dạ. Ông ơi, hôm nay á con làm bài văn tại vì ông á, con được 9 điểm đó ông. Ý, đâu đưa ông coi. Dạ nè. Ờ, giỏi quá. Ủa con, bé Châu đâu? Dạ. Dạ con không biết. Hai đứa đi học chung mà em đâu con, nó không biết là sao hả? Nói cho má nghe. Dạ. Bé Châu có chuyện gì phải không hả? Từ trước nay con không có biết nói dối mà bây giờ im lặng ấp úng vậy, nói đi. Có gì con nói đi. Em đâu? Dạ em bị cô phạt rồi má. Sao bị phạt? Chắc là giở trò quậy phá trong trường chứ gì, phải không? Dạ không phải. Em bị 3 điểm môn tập làm văn. Tại sao vậy? Má, má đừng có đánh em, tội nghiệp em má nha má. Con chưa nói tại sao em bị 3 điểm mà nói má đánh cái gì, nói nhanh lên. Dạ em Châu, ta ông là người không có tốt. Hay đánh con nít, cho nên là con mới cho 3 điểm, phải ở lại với lớp nữa đó má. Con này á, đúng là không chạy được nữa rồi. Về đây ta cho một trận. Có chuyện gì vậy ba? Ngồi xuống ngay đây rồi biết. Bé My được hạng nhất đó. Giỏi lắm, lát chú thưởng nha. Dạ, con cảm ơn chú. Ủa, mà bé Châu đâu? Về kìa. Con thưa ông nội, thưa má, thưa chú ba. Nó tả ông nội á là người không ra gì đó, nó bị cô giáo phạt trong trường đó. Con xin lỗi, tại hôm bữa ông nội đánh con, con tức quá nên con mới ghi vậy thôi, con không có ý đâu. Thôi, con biết lỗi vậy là được rồi. Lần sau không có được như vậy nữa nghe chưa? Dạ. Nè, đem vô thay đồ đi. Dạ. Nhanh lên. Dạ. Bà đừng có đối xử với bé Châu như vậy nữa. Nó lớn rồi, nó biết là ai thương mình hay không. Chắc là nó thấy ba thương bé My hơn nên nó có buồn đó ba. Đứa nào biết nghe lời tao á thì tao mới thương. Đẹp quá à. Hmm.
Em yên tâm đi, lần sau á, nếu mà em được điểm cao thì chú ba sẽ thưởng búp bê cho em giống như chị nè. Em không cần đâu. Thôi, mình xuống ăn cơm đi. Để người lớn chờ là bị la đó. Chị nói là em mệt rồi, em không xuống đâu. Không được đâu, mình không xuống là ông nội la đó. Hỏi một chút là la với mắng à. Em không có sợ. Em Châu đâu con? Dạ, em buồn lắm á. Em nói là tí em xuống ăn sao? Tội nghiệp con bé quá. Tội gì mà tội? Chưa đến đó là mai đó. Thôi mà ba, để con vô nói chuyện với nó. Châu, làm cái gì vậy? Hả? Đáng lẽ nó là của con thì không có ai có được nó hết. Con hư lắm con biết không? Con hư? Tại sao mọi người lại ghét con chứ? Con có làm gì sai đâu, lại đối xử với con như vậy. Con chỉ muốn là ông vua thôi. Con bắt đầu cho ông thì ông cũng chửi. Con dưới cây giúp ông thì ông cũng đánh nữa. Tại sao chị hai làm cái gì cũng đụng khen hết vậy? Còn con, hỏi một cái là lúc nào cũng la với má hết. Nhưng mà con đã làm gì búp bê? Con nhìn đi. Chú có mua hai con vì chú biết chị con sẽ được, mà con thì không. Chú tính là sẽ tặng cho con ngày mai đó. Con cũng thích búp bê mà đúng không? Con không được hạng nhất. Bài làm văn tả ông nội bị điểm 3. Con không được hạng nhất mà con vẫn được búp bê. Tại sao con không nghĩ vậy? Con con sai rồi con biết không?
Sinh nhật hai con lần thứ 18. Dạ. Má có quà nè. Vậy hả má? Đây là cô Diễm My nè. Còn cái này cô Diễm Châu. Má thức suốt 2 đêm liền để may đồ cho tụi con đó. Con cảm ơn má. Con cảm ơn má. Ừ. Lúc nào con cũng sẽ giữ gìn nó cho thật là cẩn thận. À chú ba. Quà con đâu? Từ từ, làm cái gì mà nóng vội vậy cô công chúa? Đây á, là 2 chiếc vé đi tour Đà Lạt 5 ngày. Chú ba phải mất nửa tháng lương mới có nó đó. Nè. Cảm ơn chú ba. Ừ. Con cảm ơn chú ba. Con chưa bao giờ được đi Đà Lạt hết á. Còn con nghĩ đây là sinh nhật ý nghĩa nhất của con đó. Cảm ơn chú ba. Ông nội. Hôm nay á, hai đứa bước qua tuổi 18 cũng có ý nghĩa. Ông tụi bay á không có nhiều tiền nhưng mà cũng có quà. Tao thấy con My nó thích đọc sách nên hôm bữa đi ra đầu hẻm thấy nó bán lề đường á, tao mua đại một cuốn. Không biết nó nói gì. Ba à, không biết nội dung mà dám mua tặng cho cháu. Ba không sợ là có nội dung xấu sao? Tao cũng biết chữ chứ bộ. Vậy à? Tuy không đọc kỹ nhưng cũng lật sơ sơ biết nó nói cái gì mà. Con nói giỡn thôi chứ nhìn là biết sắp dậy làm người rồi đúng không ba? Dạ con cảm ơn ông nội. Chị hai cắt bánh đi chị hai. À, còn cái này cho con Châu nè. Ý, con có quà kìa. Tao biết con này á nó hay xí soạn. Hôm bữa tao nhờ bà Tư mua về ngoài chợ. Con gái 18 tuổi rồi cũng phải biết làm đẹp chứ. Con cảm ơn ông. Con ráng học tốt như chị hai á là được rồi. Dạ. Thôi xin mời cả nhà nâng ly. Chúc mừng sinh nhật Vô. Chị, em đang suy nghĩ cho chuyến du lịch sắp tới á. Không biết mình nên mang cái gì ta? Em đem ít ít thôi. Sách nhiều nặng lắm. Với lại mình đi chỉ có 5 ngày thôi mà. Đi tour như vậy á, chắc là nhiều người lắm. Em á, sẽ mặc thiệt là đẹp, thiệt là ấn tượng. Biết đâu á, sẽ tìm được á hả, người tình đầu đời, người tình trong mộng thì sao? Mấy bộ phim toàn vậy không á chị? Vậy thì chúc em gặp được hoàng tử của mình ngay ngày sinh nhật lần thứ 18. Còn bây giờ chị đi ngủ đây. Ngồi mà mơ mộng tiếp đi. Chị hai. Hả? Hôm nay á em hơi bất ngờ. Vậy ông nội chứ gì? Còn chị á thì chị không bất ngờ chút nào hết. Bởi vì chị biết ông nội thương hai chị em mình như nhau. Chỉ là cách biểu hiện khác nhau thôi chứ gì. Ủa sao em biết? Thì má nói với chị nói với em. Chị ước gì gia đình mình lúc nào cũng được như thế này hết. Em cũng vậy đó. Chị hai. Thôi chị không thích đâu. Đánh thử đi. Thôi chị không có quen. Hay để chị đánh cho em chứ.
Đây. Chị này, chị chọc em. Hôm nay thật là vui, nhất là con bé Châu. Tội nghiệp nó. Nhanh thiệt, mới đó mà đã 18 năm trôi qua, hết 1/3 đời người rồi còn gì. Nhớ ngày tôi lấy anh Nam, mới có 23, bây giờ đã 40 rồi còn gì. Đầu đã hai thứa tóc rồi, mọi thứ thay đổi nhanh quá. Hai đứa nhỏ cũng trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Thời gian qua đi làm thay đổi nhiều thứ, nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi. Diệu Minh, tôi muốn nói là... Thôi, khuya rồi, tôi đi ngủ đi. Minh à, em muốn tránh tôi bao giờ nữa? Chẳng lẽ em muốn chúng ta như thế này mãi sao? Tôi biết em yêu tôi, và tôi cũng vậy. Tôi là chị dâu của chú, lúc trước như vậy, bây giờ như vậy, và mãi mãi sẽ như vậy. Nhưng anh Nam đã mất quá lâu rồi. Dẫu sao, anh ấy trước khi chết cũng mong muốn điều gì? Muốn hai đứa nhỏ được hạnh phúc, chị hạnh phúc và cả tôi hạnh phúc nữa. Chẳng phải bây giờ chúng ta đã quá hạnh phúc rồi sao? Hạnh phúc à? Hạnh phúc. Hạnh phúc mà ngày ngày tôi phải đối diện với người, phải kêu em là chị dâu. Hạnh phúc mà muốn ôm em vào lòng mỗi khi em buồn, để an ủi em cũng không được. Như vậy mà gọi là hạnh phúc sao? Nhưng tôi đã chờ đợi giây phút này gần 20 năm rồi. Hãy cho tôi một cơ hội, và cho chính em một cơ hội. Chúng ta sẽ là một gia đình. Tôi sẽ là cha thật sự của hai đứa nhỏ, và là chồng em. Nhưng mà ba sẽ không đồng ý đâu. Rồi còn bà con, láng giềng nữa. Chúng ta sống cho nhau, vì nhau, chứ không phải vì người này hay người khác. Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ nói chuyện này với ba. Đột ngột quá. Đi tôi suy nghĩ đã. Không còn thời gian đâu, chúng ta phí phạm quá lâu rồi. Tôi ước ao cái khoảnh khắc này 20 năm về trước, chứ không phải là bây giờ. Không thể chờ đợi thêm được nữa. Nhưng có gì để hai đứa nhỏ đi chơi về rồi tính. Tôi không muốn hai đứa nó bị sốc. Ba, con muốn nói với ba chuyện này. Con muốn nói lâu lắm rồi, nhưng bây giờ con mới dám. Con có gì đó không ổn hả? Dạ không, mà ngược lại chuyện vui là khác. Con xin cưới vợ. Hả? Thiệt không? Dạ. Đúng là chuyện vui. Chuyện vui mà. Dạ. Mà nói là đứa nào? Con lấy con gái nhà ai vậy? Người này á, bà cũng biết. Không những biết mà còn biết rất rõ nữa kìa. Ủa? Vậy là con gái nhà ai vậy? Dạ, là Diệu Minh. Hả? Ông trời ơi, sao ông cứ trêu ngươi con như vậy chứ? Nếu ông thương con, hay để mọi chuyện diễn ra êm đẹp. Không được. Nó là chị dâu của mày. Ba, anh Nam cũng đã mất gần 20 năm rồi còn gì. 20 năm cũng là khoảng thời gian chờ đợi người mà con yêu nhất.
Con xin ba, ba tác thành cho con nha ba. Cái ngày tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng đã tới. Cô à, cô ơi, cô có sao không cô? Tôi không sao đâu. Mà hình như tôi đâu có đụng vô cô đâu, phải không? Dạ đúng rồi, anh không có lỗi gì hết. Vậy à, chắc là tuyến xe chạy nhanh quá làm cho cô giật mình phải không? Xin lỗi cô nha. Không có gì đâu, anh đi đi. À cô ơi, tôi thấy hình như cô hơi mệt đó, để tôi chở cô về nhà nha. Tôi thấy chắc cô đi không nổi nữa đâu. Anh đừng có lo cho tôi, anh đi đi. Nhưng mà lỡ cô xỉu giữa đường thì sao? Cô đừng có ngại, tôi tên là Thanh Quang, tôi làm bảo vệ ở công ty gần đây nè. Tôi mới chuyển về đây sống, chắc cô cũng ở gần đây mà phải không? Sao anh biết tôi ở gần đây? Một người không thể nào đi bộ mấy chục cây số để mua một bó rau đâu. Thôi chết, anh mà không nói thì tôi quên mất. Để tôi quay lại chợ mua thêm một số đồ. À cô ơi, à thôi để tôi đưa cô về cho. Để tôi chở cô về cho, sức khỏe là quan trọng. Bây giờ vậy đi, nếu mà cô sợ á, tôi sẽ đưa chứng minh nhân dân cho cô coi. Anh đừng có nói vậy, thật ra thì nhà tôi cũng ở gần đây mà. Vậy là chúng ta là hàng xóm mà. Rất hân hạnh đưa người đẹp về nhà. Ba hãy thương tụi con đi ba. Trừ khi tao chết đã. Ba, con yêu Diệu Minh, ba biết mà. Tao biết, nhưng đó là chị dâu của mày. Hồi đó nó chọn anh hai của mày, chứ không phải là mày. Vì vậy tao phải để nó sống theo quyết định của nó, không thể nào thay đổi được. Nếu như ba không đồng ý, con sẽ dẫn cô ấy và hai đứa nhỏ rời khỏi đây. Mày dám! Mày là đứa bất hiếu! Mày để ông già sắp gần đất xa trời này mày chịu dùng giả với thiên hạ hay sao? Trời ơi là trời! Quyết định của con sẽ không có gì thay đổi. Ba hãy vì hạnh phúc của con. Mày! Tao tự mày! Tao không có đứa con khốn nạn giống như mày! Ba! Cảm ơn anh nha. Có gì đâu, mình là hàng xóm mà. Ủa? Kìa chú, ba làm sao vậy? Đưa ba đi bệnh viện nhanh lên. Ba. Đây. Để tôi chở đi cho. Anh chở lên gì nha. Ba làm sao vậy nè? Ba ơi. Ngồi sát vô. Bác sĩ nói bà bị yếu tim, cần phải nghỉ ngơi thiệt nhiều, tránh bị sốc hay hồi hộp. Nằm nghỉ vài ba ngày trong bệnh viện là về được. À, con nấu cháo cho ba nè. Ba ngồi dậy ăn cho đỡ đói nha. Nếu ba chưa đói thì để chút nữa ba ăn cũng được ba ha. Để con bóp tay bóp chân cho ba. Sao tụi bay không để tao chết cho xong? Có gì vậy? Tụi bay tha hồ muốn làm cái gì thì làm. Ba đừng có nói vậy mà. Con xin lỗi ba. Con xin lỗi ba. Rồi ba làm sao xin lỗi thằng Nam đây? Rồi xin lỗi má nó. Xin lỗi bà con chồng sớm. Cái thân già này không thể làm được đâu. Bà...
con phải làm sao đây? Con cũng không biết nữa bà. Diệu Minh à, bà rất thương con. Bà biết con là đứa con gái tốt. Có người con dâu như con coi như là phước của ba. Nhưng bà chỉ chấp nhận con là con dâu một lần thôi, không thể có lần thứ hai được. Không được, bà không thể sống quãng đời còn lại của mình mà bị thiên hạ dèm pha. Ba ơi, con có lỗi với ba. Con không hiểu được lòng ba. Đó là lỗi của con. Nhưng mà bây giờ con hoang mang lắm, con không biết phải làm sao bây giờ. Con đừng cho nó cơ hội nữa. Còn những chuyện khác cứ để cho ba tính. Dạ. Ông nội, ông nội có sao không? Tụi con đi chơi không biết gì hết trơn á. Con xin lỗi ông nội nha. Ông già rồi, đủ thứ bệnh trong người. Đi gặp ba tụi bay á, lúc nào không hay. Bởi vậy lúc sống á, ăn ở làm sao coi cho nó được. Dạ, tụi con xin lỗi. Nếu biết ông nội bệnh như vậy, tụi con không có đi chơi đâu. Ông nói á, là ông nói chung vậy thôi, chứ không phải nói hai đứa đâu. Đừng có bận tâm. Ủa? Dạ con chào bác. Chào mọi người. Cậu đây là... Dạ, đây là anh Quang, sống cũng gần đây. Hôm bữa may có ảnh chở ba đi bệnh viện kịp thời đó. Dạ mời anh. Dạ. Ngồi. Cảm ơn. Từ bữa giờ chưa có dịp nào để mà cảm ơn anh. Thiệt là ngại quá. Có gì đâu, mình là hàng xóm với nhau mà. À, hôm nay con nghe nói là bác ra viện, con có mua ít đồ qua đây để hỏi thăm bác. Hôm rày con cũng lu bu quá cho nên không có ghé thăm bác. Con gửi bác. Tôi cảm ơn cậu còn không hết nữa. Dạ. À, hai cô bé này là con của chị hả? À, dạ. Chào chú. Ừ. Chú mới chuyển tới đây hả? Mà sao chú quen má con? Thì hôm bữa má bị mệt giữa đường, cũng may nhờ chú Quang đưa về giúp. Ngay lúc đó ông nội cũng đang mệt, cho nên là nhờ chú đưa đi bệnh viện luôn đó. Vậy là chú có công cứu hai người ở nhà này rồi. Công của chú lớn lắm á. Có gì đâu, gặp người hoạn nạn thì mình phải giúp. Huống hồ gì á, mình cũng là hàng xóm với nhau mà. Đúng không cô Minh? Dạ. Có người hàng xóm như cậu á, thiệt là tốt. Mai mốt có rảnh á, qua chơi với tôi. Dạ. Tôi ở nhà nhiều khi cũng buồn, có người qua uống trà, đánh cờ cũng vui. Dạ. Cậu uống nước đi. Dạ, cảm ơn bác. Uống đi cậu. Chị hai, cái ông hồi chiều á, nhìn mặt gian quá ha. Gian không chịu được luôn á. Ai? À, em nói chú Thanh Quang á hả? Chứ còn ai nữa. Em mới gặp người ta lần đầu, không nên có ác cảm với người ta như vậy, hiểu chưa? Không phải đâu. Em thấy ông này có cái ý đồ gì đó. Không quen không biết tự dưng đến thăm ông nội. Thật là vô lý. Rồi còn á hả, ánh mắt ổng nhìn má nữa. Sao á? Không được, để em kêu má đề phòng. Em lo xa quá đó. Chị nghĩ á,
chú nghĩ mình là hàng xóm nên muốn qua làm quen để tối lửa tắt đèn có nhau thôi mà. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta không thể nào đến với nhau được đâu. Có phải ba nói gì với em không? Không, ba không nói gì hết. Nhưng mà chúng ta không thể nào có lỗi với mọi người. Chúng ta đến với nhau sẽ không có hạnh phúc. Thật nhảm nhí, sao biết chúng ta không hạnh phúc chứ? Minh à, tôi cũng biết em cũng đang đau khổ giống như tôi. Thật khó khăn để quyết định việc này. Nhưng mà tôi biết chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua nó. Tôi không yêu chú đâu chú ba. Em nói dối. Em yêu tôi biết mà. Nhưng mà em ngại đúng không? Mình à, hay là chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi. Chúng ta sẽ đến một nơi mà không ai biết chúng ta, sống thật hạnh phúc. Đi ngay đi. Chú điên rồi sao? Chú tỉnh táo lại giùm đi. Làm sao có thể bỏ ba và hai đứa nhỏ mà đi sống riêng cho mình chứ? Chú thật là ích kỷ. Đúng, tôi ích kỷ. Tôi ích kỷ mà tôi chờ em gần 20 năm. Tôi ích kỷ vì cái gia đình này. Tôi đã hy sinh tình yêu duy nhất của mình. Tôi ích kỷ lắm sao? Nhưng cho dù thế nào thì chúng ta vẫn mãi mãi là chị yêu em chồng. Tôi mong chú hãy gọi tôi là chị. Tôi đã nói rồi, chúng ta không thể nào đến với nhau được. Tại sao? Vì tôi không yêu chú. Người già vào buổi sáng á phải đi bộ như vậy nè mới tốt cho sức khỏe. Tập thể dục á giúp cho tinh thần được minh mẫn, sống lâu nữa đó bác. Nhiều khi tôi muốn đi mà làm biếng, mai mà có cậu qua rủ tôi đi cho vui. Ba con thì mất sớm. Lần đầu tiên con nhìn thấy bác, con cứ coi bác giống như là ba của mình vậy. Có đứa con ngoan như cậu á, chắc tôi sống thêm vài chục năm nữa. Nhưng tiếc cho thằng ba nhà tôi. Con cũng thấy anh Phương giỏi mà bác. Một mình ảnh đi làm vừa nuôi bác nè, vừa nuôi chị dâu nữa, rồi hai đứa cháu nhỏ. Con nói thiệt chứ, đặt trường hợp con mà là ảnh chưa chắc gì con làm được đó bác. Có những chuyện không phải chỉ nhìn bề ngoài mà biết được đâu. À, không biết là sáng hôm nay cô Minh có mời con qua ăn bánh canh nhà cổ không nữa? Dĩ nhiên rồi. Nó dặn bác khi nào á, bác cháu mình đi tập thể dục về á, kêu con qua ăn sáng chung cho vui. Vậy hả bác? Con nói thiệt chứ hôm bữa con ăn bánh canh mà cô Minh nấu á, bây giờ nhớ lại con vẫn còn thèm đó bác. Vậy hả? Công nhận á, bữa nay con nấu bánh canh ngon thiệt là ngon á. Vậy chúc anh ăn thêm tô nữa nha. Chắc chắn rồi. Con ăn xong rồi, con đi học đây. Ừ. Ý, đợi chị với. Thôi, con để đó má dọn cho.
Hai đứa đi học đi, để trễ đó. Dạ. Thưa ông nội con đi, thưa má con đi, thưa chú con đi. Chú ba, ăn sáng luôn nha, để tôi vô lấy cho chú ha. Khỏi, hôm nay tôi đi làm về khuya, nếu trễ quá thì mọi người cứ ngủ trước đi, không phải đợi cửa đâu. Chào cả nhà. À, chào anh. Cứ cái đà này sẽ không tốt cho thằng ba, phải dứt điểm vụ này thôi. Nói thiệt nha, cô rất là khéo tay. Ước gì á, ngày nào tôi cũng ăn được đồ của cô nấu thì còn gì bằng. À, nếu như mà anh không chê á, thì hôm nào rảnh á, anh ghé qua đây ăn cơm với ba tôi và tôi nha. Chắc chắn rồi. Nếu mà nói vậy á, tôi sẽ không khách sáo đâu đó. Phải làm sao đây? Mình không thể mất cô ấy một lần nữa. Nhưng còn ba và hai đứa nhỏ, phải nói gì đây? Không biết mọi người có hiểu và ủng hộ cho mình hay không. Công nhận bác đánh cờ quả là cao thủ thiệt á. Cậu ở nhà một mình không thấy buồn sao? Dạ, buồn chứ bác. Nhưng mà cũng phải chịu thôi. Ngày xưa con cũng có vợ như người ta, nhưng vì nghèo quá cho nên vợ con đã bỏ đi theo người khác. Bây giờ già rồi, ai mà thèm nữa chứ. Tội nghiệp. Thật ra con cũng thèm một mái ấm gia đình lắm. Nhưng chắc kiểu này con ở giá suốt đời quá. Cậu thấy con dâu tôi làm sao? Ý bác là sao? Ý tôi nói là cậu thấy con Minh như thế nào? Dạ, Minh đó hả bác? Là một phụ nữ vừa đẹp người lại vừa đẹp nết nữa. Con cũng nghe cái xóm này ai cũng khen con Minh hết á. Mà thật sự con cũng thấy Minh thật sự là như vậy đó. Ai mà lấy được cổ chắc là có phúc dữ lắm đó bác. Nhưng nó đã có hai đứa con riêng, chắc không ai thèm lấy nó nữa đâu. Con riêng thì sao chứ bác? Con thấy bé My với bé Châu á, vừa xinh đẹp lại vừa lanh lợi, ai cũng thích hết. Con thấy mẹ hiền á thì chắc chắn phải sinh con Thảo thôi mà. Nếu cậu không chê, tôi sẽ làm mai cậu cho con Minh nhà này. Bác đừng có giỡn với con chứ. Chắc không được đâu bác ơi. Hả? Sao vậy? Cậu chê nó hả? Chú ba nói sao? Chú ba với má con lấy nhau hả? Ý của chú là chỉ giả sử vậy thôi. Mà con thấy làm sao? Con không biết. Nhưng mà con thấy kỳ kỳ sao á. Sao lại kỳ? Nè, ba con nó qua đời nhiều năm rồi. Mai mốt á, hai đứa tụi con lớn lên đi lấy chồng, má tụi con phải ở một mình. Bộ con không thương má con hả? Má con về già cũng cần phải có người chăm sóc. Con không thể nào ích kỷ mà nghĩ cho hạnh phúc riêng của mình được. Dạ. Con ngồi xuống đi. Để bà rót.
có chuyện gì không ba? Chuyện con với thằng Phương sao rồi? Dạ, con đã nói chuyện dứt khoát với chú ấy rồi. Con nghĩ từ từ chú ấy cũng hiểu ra thôi. Hiểu ra? Hiểu ra mà lại nhậu sai be bét mới chịu mò về. Hiểu ra mà coi người cha đẻ ra nó như là một người dưng à? Dạ. Bà nghĩ cứ cái đà này, sớm muộn gì thằng Phương nó cũng hư hỏng mất thôi. Uổng công bao nhiêu năm cố gắng. Con xin lỗi ba, đây là lỗi của con. Nhưng ngày nào con phải gặp mặt nhau, con không biết phải như thế nào hết. Con rất là khó xử. Và con biết như vậy là tốt. Chỉ khi nào nó không còn nhìn thấy con nữa, nó mới có thể trở lại cuộc sống bình thường được. Vậy thì con sẽ đi đâu đó một thời gian. Chú ba nói cũng phải. Chú với má con mà lấy nhau là tiện cả đôi đường. Cả nhà chúng ta vẫn ở chung với nhau, không có gì thay đổi hết. Con thường nghĩ coi, má con mà lấy người khác, chúng ta sẽ ở mỗi người một nơi khác. Lúc đó có khi con còn phải ở chung với má con nữa đó. Thực ra thì từ rất lâu con đã coi chú như là cha ruột của con rồi. Con cũng thương chú nhiều lắm. Chú cũng thương con, thương bé Châu và má con nữa. Vậy cả nhà mình sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc đúng không chú? Nhưng mà có một vài trục trặc nhỏ. Sao chú? Ông nội vẫn chưa chịu, vì cứ nghĩ là quan hệ của chú với má con là quan hệ chị dâu em chồng, nên cố ý áp đặt cho má con phải tránh xa chú. Con cũng biết đó, ông nội có tư tưởng bảo thủ, nên chú muốn là con đứng về phe chú nha. Khuyên má con và ông nội có được không? Con sẽ làm, nhưng mà con không biết là có được hay không nữa. Không sao, có tụi con ủng hộ, chú nghĩ chắc chắn là phải được. Ba bố con, con lấy thành quà. Kìa ba, ba nói cái gì vậy? Anh sẽ làm tất cả để bảo bọc cho em và các con. Hãy tin anh sẽ làm được. Tôi sẽ lấy thành quà. Mây lặn trôi theo gió bên trời chú xanh nắng là sướng thiệt. Chẳng đẻ chẳng nuôi ngày nào tự nhiên có hai đứa con gái. Nghe chú là nhất rồi. Tình trong con không được nói chuyện hộ với người lớn như vậy. Được trao vòng tay ấm đã ép cô ấy ngày chúng đôi lấy cái thằng đó không tan, đắng cay một đời ướt nghẹn. Từng đêm chơi với giữa màn mưa đã phai bạc màu trái tim. Lại đôi vai lay lắt từng cơn đánh rơi giọt buồn giữa đời. Tháng năm bình yên lặng lẽ qua thật xa. Anh yêu mình em lắng đọng nỗi niềm khát vọng ai tình. Chợt thêm tình yêu ấp u thua nào chào rằng khát khao. Đời luôn cạn ngắn tất cả não tình chúng mình hỡi người. Sẽ luôn vượt qua ngày tháng gian truân này. Vì một nửa yêu thương này còn một nửa em vui sống.